gần em một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lòng lòng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vắng xanh người đi sau đời, để trong giấc mơ hồn em thẫn thờ. Anh ơi bao giờ mới được gần nhớ. Rồi xa nhau nhìn chung, lệ này cho anh, thấy lệ này cho em, khi mộng ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hay muôn đời anh sẽ rời bên. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, bao giờ nhớ thương này nguôi. Các anh thấy thế nào chứ riêng em á thì nghe đã tay quá đúng không? Các anh có cảm nhận là đã tay không? Đúng là thương hiệu Đề Nông có khác. Chàng ơi sáng giờ Tết biết bao nhiêu về hàng mini. Cùi mía có, cùi bắp có, xịn xịn có, cao cấp có, mà nghe qua cái dàn Đề Nông MX11 đã lỗ tay luôn. Rất hay. Cái bài phút cuối này nè, ít khi nào mà em tép trên những cái dàn khác lắm. Tại vì tiếng hát Chi Linh á, tiếng hát Thanh Tuyền á thì nghe vang chắc, rất là hay khi tép cho tất cả các loại dàn. Nhưng mà tiếng hát của Chi Linh á rất là khó tép dàn. Vì sao? Vì cái giọng nó vang vang, nó mà nó ấm. Khi mà cái dàn nào mà không có đủ được chắc âm ra hay chuẩn á, thì em không dám tết đâu. Thì hát Chi Linh nghe mà cái dàn đánh không hay, nghe không ra liền. Nên em để qua cái dàn Đề Nông nghịch liền đúng không? Rất hay. Phải dùng từ là quá ok, không còn gì để chơi cái dàn này nữa hết. Lẳng ngoại hình, lẳng thiết kế, lẳng chất lượng âm thanh luôn. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Đề Nông MX11. Dàn này full chức năng gồm có CD, không có MD nha. Vì đây là cái model thiết kế theo chuẩn châu Âu, không sản xuất học MD. CD hoạt động ok, không có chức năng MD. Thiết kế trên bộ dàn này nó tạo cái cảm giác giống như là hàng của châu Âu. Với cái mặt phay nhôm mà nó cong trượt như vậy, nó không có thẳng như những cái model khác. Nhìn vào thiết kế mình thấy ở một cái nét gì đó cao cấp, sang trọng. Và độc đáo ở trên dàn này là chỉnh được bass, super bass siêu trầm và treble trực tiếp trên âm ly luôn. SDB là super bass siêu trầm, em chọn mức on. Bass thì trừ 10 đến cộng 10, em chọn cộng 10. Và treble thì cũng trừ 10 tới cộng 10, em chọn cộng 4 nha. Có chế độ sound direct và nhiều chế độ khác. Nãy giờ thì mình nghe nhạc qua tiếng hát Thanh Tuyền, Chế Linh. Em hôm nay muốn đổi không khí, em test một cái đĩa gốc nhạc nước ngoài của Rick Napier. Vì sao? Vì đa phần á thì em test nhạc vàng, nhạc trẻ, tiếng Việt mình thì quen rồi. Nhưng hôm nay em muốn đổi không khí một chút, để mình test một cái nhạc của châu Âu.
để mình cảm nhận được cái bộ vàng này nè, nó đánh đa thể loại nhạc đều ok. Đây là một cái đĩa gốc của Rick Nebbia nè. Em sẽ thử một cái đĩa nước ngoài cho các anh thấy chất lượng của vàng này. Bộ vàng này đánh được nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc đen và tất cả thể loại nhạc hiện nay mình có, đánh đều hay hết nha. Điểm độc đáo thêm nữa của bộ vàng này là nó có cái ngõ nè, portable. Thì cái ngõ này nè là 3.5 ra 3.5. Mình dùng kết nối với thiết bị nhạc cầm tay, chẳng hạn như iPod và nhiều thiết bị số khác qua cái ngõ jack 3.5, thiết kế độc đáo riêng cho nó. Đây, bên đây là ngõ phone, chỉnh bass chép mid qua cái dòng này. FM là 108 bắc full đài Việt Nam nha. Đây FM 89 đây nè, mình nhắn nha. Đây FM là 108 bắc full đài Việt Nam. Dặn nhỏ volume lại, tạm dừng ở đây. Chiều cao của loa là 28 cm, chiều ngang cả bộ vàng là 55 cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 25 đến 30 m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Các anh vui lòng đừng cắm nhầm 2.2. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung bộ vàng thì liên hệ em. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua bộ vàng này vui lòng cọc giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo 0931008099 để bên em tư vấn, gửi hình ảnh chi tiết mặt trước mặt sau của bộ vàng Đì Nông MX11 qua Zalo cho các anh xem, các anh ưng ý, các anh tham khảo rồi mình chốt hàng, ship hàng nha. Hình thức vàng thì quá đẹp đúng không? Bây giờ mình quay mặt sau. Công suất lo là 50W một thùng, tức là 100W trên cặp lo. Đì Nông MX11, lo zin theo vàng là Đì Nông MX33. Đây là lo zin của nó nha. Trạm lo, trạm trên cam ly này đều là sắt bắp chuối, cực kỳ chuyên nghiệp. Sắt bắp chuối mà mạ vàng phía trong cho dẫn xuất âm thanh tốt hơn. FM 108 cắm anten vào đây để mình nghe radio AM/FM. Rất là nhiều ngõ AV nè, để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính. Và đặc biệt dàn này có ngõ USB. Ngõ USB này mình nhận làm sao cặt rời, không cần cài driver. Thì thông thường những cái dàn, những cái máy PC ở nhà thì nó là cặp on bar để giải mã âm thanh, nhưng cái dàn này nó có cái sao cặp rời để lọc âm luôn. Thì đây là một giải pháp tuyệt vời để mình cắm cái ngõ USB này vào máy vi tính, nhận làm sao cặp không cần cài driver, cả kho nhạc lót nét thông qua bộ dàn này hay như nghe như chuẩn CD, quá vô cùng chất lượng qua ngõ USB sao cặp. Công suất âm ly là 50W, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V nha. Đây là tổng thể mặt sau của bộ vàng, quá đẹp, quá ok, không còn gì bằng đúng không? Bây giờ mình sẽ quay ra mặt trước, mình sẽ nghe một đoạn clip test qua nhạc của Rick Napier, qua nhạc châu Âu, đánh đã tay luôn. Bây giờ mình chuẩn bị nghe một bài nhạc sôi động từ ca sĩ Rick Napier nha. Maybe I need some rehab, or maybe just need some sleep. I got a sick obsession, I'm seeing it in my dreams. I'm looking down every alley, I'm making those desperate calls. I'm staying up all night hoping, hitting my head against the wall. What you got, boy, is hard to find. I think about it all the time. I'm all strung out, my heart is fried. I just can't get you off my mind. 'Cause you love is my drug. Off my mind, 'cause you love, you love, you love is my
dàng quá, chất lượng đúng không? Trép là chép đơm nè, còn bát thì bát lõm như vậy, cực kỳ độc đáo. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Cái nào mua hàng, mua bộ dàn này thì cứ liên hệ với bên em trên số điện thoại trên bài đăng nha.